Bộ kem Zizima có tác dụng gì? Tác dụng chung của bộ kem Zizima là chủ yếu là trị nám, dưỡng trắng và đồng thời ngoài ra thì nó trị mụn nữa. Đó là tác dụng chung. Bây giờ em sẽ giới thiệu về tác dụng cụ thể từng loại kem cho các chị em được rõ. Thứ nhất là sữa rửa mặt. Thì tác dụng của sữa rửa mặt này là nó sẽ có tác dụng là làm sạch da, sạch nhờn, sạch dầu nhờn trên da, thải hết bụi bẩn, cũng như là tẩy tẩy da chết, tẩy tế bào chết cho da. Và đồng thời nó còn có tác dụng là dưỡng trắng, chống nám cho da nhé. Thành phần của nó thì gồm là vitamin E này, dầu ô liu này, cam thảo này, rong biển này, axit nucleic này, abutin này, vân vân, rất là nhiều. Cái lọ thứ hai á là cái lọ serum. Lọ serum đây, nó sẽ có tác dụng là làm săn chắc da, se khít lỗ chân lông, dưỡng ẩm cho da, cung cấp collagen cho da và đồng thời là kích thích cái làn da của mình là tự sản sinh ra collagen. Tự sản sinh ra collagen luôn. Đấy, nó có 40 ml. Và thành phần của nó cũng hoàn toàn từ tự nhiên, như là chiết xuất từ hoa hồng tươi này, collagen tươi này, vân vân, rất là nhiều. Các chị bôi lên da, hấp thụ vào da rất là dễ dàng. Cái lọ kem thứ ba đó là lọ kem ban ngày. Lọ kem ban ngày này thì nó sẽ có tác dụng là cái lọ kem thứ ba là cái lọ kem ban ngày, là nó sẽ có tác dụng là dưỡng trắng này, trị nám này, đồng thời là cũng sẽ kích thích cái làn da mình sản sinh collagen đấy, thúc đẩy da mình là nó sản sinh cái tế bào da mới và đào thải nám ra bên ngoài, đào thải nám ra bên ngoài. Bộ cái lọ kem ngày này thì nó có thành phần là hoa anh đào này, cám gạo này, mật ong này, axit hyaluronic, abutin, vitamin C, vitamin B3, ngọc trai và nấm linh chi, vân vân, rất là nhiều. Nó sẽ giúp cho các chị làm mờ nám tàn nhang, thâm sạm, cải thiện những cái làn da thiếu sức sống, xỉn màu, lâu ngày không được chăm sóc. Cái lọ kem tiếp theo đó là kem trị nám tàn nhang ban đêm đây. Thì nhóm tàn nhang ban đêm đây nó sẽ có tác dụng cực mạnh. Tác dụng chủ yếu cực mạnh của nó là nó đào thải nám tàn nhang thoát ra khỏi ngoài da của mình trong quá trình mà mình đang ngủ ấy. Nó sẽ có tác dụng phân giải các cái phân tử melanin thành những cái hạt nhỏ li ti và nó sẽ tan dần mờ dần trong lúc mà chị em mình đang ngủ. Thành phần của nó là cam thảo này, lá anh đào này, quả mơ này, đắng sâm này, vân vân, rất là nhiều các cái thành phần từ thiên nhiên mà giúp cho làn da của chúng ta nó có thể thải được nám ra bên ngoài, kích thích các cái tế bào mới sản sinh liên tục để thay cái lớp da chết, cái lớp da bị nám cũ thành cái lớp da mới, giúp cho chị làn da của chị em chúng ta là trắng sáng, bật tông, trắng sáng và khỏe mạnh một cách tự nhiên. Cái lọ kem chống nắng, hình như chưa nói chống nắng. Đây, cái lọ kem chống nắng đây. Cái lọ kem chống nắng này thì nó có tác dụng giúp làn da của chúng ta là ngăn chặn được cái tia UVA, UVB từ ánh nắng mặt trời nó phả vào mặt, cũng như là cái ánh sáng xanh độc hại từ máy tính, từ TV, từ điện thoại nó phả vào mặt chúng ta. Nó sẽ có tác dụng ngăn chặn những cái tác nhân bên ngoài như vậy để giúp cho làn da của chúng ta là không chịu ảnh hưởng bởi cái môi trường bên ngoài nữa. Nó tự bảo vệ được cái làn da của mình ấy. Cái làn da của mình mà nó được bảo vệ khỏi tác nhân bên ngoài thì nó sẽ khỏe hơn. Nó khỏe hơn thì nó sẽ có tác dụng là trị nám tàn nhang nhanh hơn. Và đồng thời là cũng giúp cho da khỏe mạnh và ngăn chặn cái nám tàn nhang quay trở lại. Nên là các chị em nên xài cái kem chống nắng này thường xuyên chứ không được bỏ nhé. Thành phần của nó thì có tinh dầu hoa hướng dương này, vitamin E này, chiết xuất trà xanh, củ nghệ, vitamin B3, vitamin D,
Và đặc biệt là nó có cái thành phần bột ngọc trai trong đây. Nó có tác dụng chống nắng rất là tốt. Khi mà xài kem này các chị còn có một cái lợi thế nữa là nó có thể trang điểm được. Bởi vì khi bôi lên da là da của mình nó bật tông rất là nhẹ nhé. Bật tông nhẹ nhàng cực kỳ mà nó không có bị mốc, không có bị lộ vân kem đâu. Các chị em có nhu cầu mua hàng chính hãng thì xin vui lòng liên hệ với em Long qua số Zalo là 0359447339. Bên em ship hàng toàn quốc. Các chị nhận hàng được kiểm hàng thoải mái trước khi nhận ạ. Các chị có nhu cầu mở kem ra xem thì em cũng cho mở ra xem luôn nhé.